Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ cùng tất cả mọi người ăn trái sầu riêng. Trái sầu riêng, sầu riêng. Sầu riêng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tách sầu riêng cùng với mọi người nha. Ăn sầu riêng nào mà đục. Sầu riêng. Cái sầu riêng này là đông đá các bạn. Còn cũng ngắt à. Kêu chọn dưới đất nó bung ra. Rồi chọn thử rồi. Thôi trời. Nhưng mà hình như nhớ là tách vậy đúng không ta? Ồ bướm bướm. Được rồi nè. Bướm nè, khải đây nè. Tách nó ra. Đập đi, đập đi. Anh tách ngay cái phần nở nè, anh tách ngay phần nở. Ông dùng kêu tách ngay. Thì chọn ngay đít nhưng mà anh tách ngay phần nở này nè, nó mới ra. Đây nó mới giỏi. Phần nào? Phần nở là cái phần gai nó nở ra nè. Coi kiến cái đã. Trời ơi, nó có cái trẻ trẻ đó. Ở dưới đất á. Nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Để cái lưỡi dao vô đây. Đây hả? Phải không? Dạo, sao dạo. Anh thấy không không giống vậy? Nhận xuống đi rồi tách nó ra. Rồi, anh lắc lắc nó vậy nè, lắc lắc. Để lấy búa. Không, anh lắc thôi. Anh lắc lắc, lắc như tè trẻ tre vậy đó. Còn đông đá mà lắc cái gì? Lúc ta giờ bởi vì hồi nãy em mới nói là cái này đông đá quá, lấy búa khỏ ra cho lẹ. Nó còn đông đá vậy đó. Hồi nãy nói ổng nói vậy. Đợi nó đi, đợi nó đi. Chứ cái này đá cái này nó tách luôn, tách được nó cứ nhắc à, đá không à. Tí ơi, con ngồi xa cái dao ra, xích ra con. Chị thiệt thử mà nói từ đó. Anh gồng xuống, gồng từ từ. Từ đó giờ mà chị ăn sầu riêng á, là mẹ chị tách cho chị ăn không, mà chị không biết tách. Dạ, em có đâu biết tách đâu. Trong đời em lần đầu tiên đó nha chị. Cái này đúng là lấy búa thiệt á. Dạ, cái tay quá. Đau. Xuống là nó bể mũi. Bởi vì anh đừng có ấn sâu nè, con lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi. Sợ cái dao nó văng vô con đó. Nè, coi ba sư khui sầu riêng nè. Mày còn muốn nào nữa không? Nó khui ra cho nó đều. Anh phải ở bên đây một đường, rồi bên đây một đường. Hình như chỗ này là một đường nè, nè, chỗ này nè, đó. Thấy không? Nè hả? Không? Giống như cái dao nãy đưa vô vậy. Đây nè phải không? Tí lên đây ngồi con cứ ngồi ngay cây dao, cô sợ quá à. Đi lên đây. Nhìn đi, lên trên đây coi. Đi con, xích lên con. Dao, dao, đau. Anh không thấy sao. Anh xin vui lại. Anh không thấy sao, em thấy hay vậy. Không thấy nhưng mà mình nhắm ngay cái muối mà nó nở á. Ngay cái muối nó nở là không, bây giờ em để cái mũi dao vô, em lách lách cho cái đầu này nè, nó chia ra. Đó. Đúng là ăn cực khổ, vậy ăn chi không biết nữa. Đúng là nó không có trẻ hả? Ủa ai mua vậy trời? Em mua. Cười anh vậy nó cười kìa. Ai mua kỳ cục, người nào mà mua về complain kỳ cục. Mua về cho nó ăn mà complain, comment cầm sẻn. Ăn sầu riêng nào mà đục. Em à, cái này có thấy thấy có cái chai. Ai cái sầu riêng thấy mệt không? Dở vô đây hả? Dở nó mạnh lên. Dập, dập cái đít rồi đâu có bung đâu. Đau. Sao quýnh tôi? Đau. Trời ơi luôn. Biết sao không, ở Việt Nam mình sầu riêng tươi không bị đông đá, còn cái thằng này ở phía trong nó bị đông đá, bị dẻo á, mình đập cũng khó bung lắm. Hay quá, chuyên nghiệp quá ha. Chuyên nghiệp. Rõ thấy không, bây giờ mới đúng à. Thấy không? Đúng mà em chắc không đúng cho nên nó bị đúng.
Mừng quá. Thôi không có đâu ta, gai không ở đâm nè. Ông tức là em cầm cái tay bên trong. À, đang ngồi chờ đó con. À. Rồi buông không à. Ba nó đang làm mọc. Anh lên rồi. Chào Nguyên, chào Nguyên kìa. Ồ, ba giỏi rồi. Té to luôn. Chưa. Máu thì chưa đổ mà đổ mồ hôi. Để búa thôi. Búa. Lạnh à. Từ từ nổi à. Rồi. Trời ơi, cứng. Anh xé qua cái muối khác rồi, lấy gì không cứng. Nè, cái đường ở đây nè. Sức mấy mà đi mua nữa. Ông không mua tôi mua gì nữa, tôi mua về tôi bắt ông khui. Ông không mua thì tôi mua. Đó, ra rồi đó, từ từ. Đó, ra rồi. Nè. Đó, chưa. Mấy khui gì muốn gì nữa. Sầu riêng ngon. Cái muối nó, cái trái nó chín. Chưa. Cái này của Thái Lan. Đó, điêu luyện rồi đó. Điêu luyện, điêu luyện. Lần đầu như lần cuối không mua dễ bằng nữa đâu. Về hai mì đưa kìa. Thấy không, hết nửa trái rồi. Ăn đi con. Trời ơi, giỏi quá. Đâu? Chim chi chi. Này nằm đâu em? Hay biết. Ai đi ăn sầu riêng đi. Trời ơi. Chú Út, đưa máy cho, đưa máy chú Út lại. Cho chú Út coi cháu của chú Út nè. Ba thì sợ sầu riêng mà thằng con đang ngồi ăn sầu riêng khí thế luôn nè. Ăn sầu riêng đi con, ăn sầu riêng. Đó, trời ơi, đang ngồi ăn khí thế luôn. Ngon con, ngon không? Ngon không? Con giúp mẹ, con hai em đi ha. Kìa đó, trời wow. Thích ăn sầu chung mà, ba không ăn sầu riêng. Ngon hả? Ngon, mum đi. À, có kinh nghiệm rồi đó. Rồi, có kinh nghiệm rồi. Bây giờ. Có kinh nghiệm. Bự quá trời bự luôn. Lạnh, bỏ xuống con. Bự quá trời bự luôn. Trời ơi, cưng chưa. Cầm lên. Các bạn thấy ăn sầu riêng khổ sở không? Nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ chưa có trái sầu riêng ăn nữa. À, chưa xong chứ không phải chưa có. Sầu riêng thì có rồi nhưng mà chưa xong. Rồi bây giờ bắt đầu ăn sầu riêng các bạn ơi. Sầu riêng. Đúng không? Ai sầu riêng
Ừ, ừ. Wow, bây giờ tét dễ vậy. Ngon quá. Còn dính, anh phải lấy dao cắt luôn. Bao nhiêu lon bia của tôi tỉnh hồn luôn à. Tôi có trái sầu riêng mà la quá, các bạn nhìn thấy cái muối không? Bự chứ bộ. Tính là ngon á. Rồi, xong rồi kêu chị Loan ra kìa. Chị Loan ơi, ra sầu riêng chị Loan ơi. Không dẹp đâu, không quá. Đá liền đi. Chết. Ừ, chạy đâu. Rồi, xong rồi, xong rồi. Muối nào muối nấy chà bá luôn nè. Ừ. Biết. Nè. Vậy là biết lựa sầu riêng thấy không? Ngon quá. Thúi quá trời luôn. Ngon quá. Nói con ha, ngon quá. Chị Loan ơi, đang rồi chị Loan ơi. Công trình em này đó. Thấy anh này giỏi chưa? Wow. Lần đầu tiên nãy sầu riêng phải có búa đập mới được, còn hơn là đi làm nhà. Sầu riêng. Anh đó. Cô chú anh chị ơi, anh đi ăn nè. Lần này ăn sầu riêng này là anh đi ăn lần thứ hai. Lần đầu tiên mà ăn ở bên Việt Nam lúc một mấy tháng. Rồi là, bây giờ là ơi. Trắng cáp. Lần này lần thứ hai em ăn á. Ăn lúc mấy tháng, giờ 3 tuổi hơn. Ăn lại lần nữa. Ăn nó bùi béo béo mà cộng thêm cái phần á là nó có nước đá nữa. Giống như kem á. Lạnh. Á? Ừ lạnh. Chét đầy mình đi con, tối muối nay. Bự lắm chị Loan ơi. Chét đầy mình muối đi. Nào muối nấy bự lắm, đã lắm. Chắc đây mình cho tối nay ba nó đi ra khỏi giường ngủ chưa? Nó còn đông đá nè, chị ăn nó mới ngon. Còn lát nó tan hết đá hết ngon rồi. Thôi. Cạp. 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 Ăn khí thế vậy hả? Ừ. Hồi nhỏ em đó ăn, nó ăn hết cả muối luôn. Muối tàn luôn. Ba đi về cho mẹ khoái sầu riêng. Ăn đi con, chét lên đầu dưới đít luôn, chét hết đi con. Chét cùng người đi, tới là cho ba mày ra ngoài sân ngủ. Ông khui sầu riêng mà ông ngồi ông la rồi thúi không à. Ở bến sầu riêng nhiêu ký vậy? Cái trái này mọi người, em mua là 20 mấy đồng, 28 đồng không anh? 28 đồng, 5 phao mấy. Rẻ vậy? Bên đây có hai ký mấy vớt anh khẩm luôn. À được. 28 đô là 500 mấy ngàn, 2 ký mấy. 500 mấy ngàn trái sầu riêng. Là ăn chừng ai không? Tức như là 20 đô là 400 ngàn. 400 ngàn, 500 ngàn, 600 ngàn. Nhưng mà ở bên đây á là ăn sầu riêng á mọi người. Hên xui. Hên xui lắm. Đã vậy làm anh mất sức nữa. Uống biết bao nhiêu lon bia giờ tỉnh luôn rồi. Ở bên đây nè. Giờ phải uống lại từ đầu. Thôi không có anh đâu. Lần đầu như lần cuối. Không bao giờ đi mua nữa. Tưởng không. nó dễ tắt, thấy người ta tắt dễ quá, sao nó riêng mình cho nó cực khổ vậy. Tại mình không chuyên nghiệp, người ta vẫn chuyên nghiệp. Tại mình không biết tắt. Trời ơi, cái này nó cứng như quỷ vậy, em không thấy anh lấy búa anh khổ, nó còn không đi hả? Muốn bự mà, cái hộp thì nhỏ xíu không? Anh mua mà. Cái hộp đâu bạn, hộp lép. Anh mua mà.
phải không? Sầu chứ không phải trên đó người ta ghi. Đâu chị, nó ghi chỉ ghi là sầu riêng thôi. Sầu riêng này là ok hơn cái trái hôm bữa ông Hổ mua. Đợt đó ông Hổ mua trái nó non. Hổ trái nó dởm thì thôi luôn, ăn cái gì. Non xèo à. Rồi lạnh nhìn nó trái này đem đem cho chúng chữa. Mà trái nó bị lép nữa. Lép tùm lum luôn. Lép nhóc bây giờ mà ông mua. Tại bữa mấy đồ á. Ừ, tại bữa đó ông nghe ông thấy ăn sầu riêng á, ông thấy vậy mua, mua cho cả nhà ăn. Khui ra trái sầu riêng hư. Ông Hổ là ông không, ông biết lựa đồ. Ông không biết mua đồ. Tôi đang làm gì vậy? Anh trốn bên này nè. Hả? Trốn bên này nè. Trốn vậy, đang ngồi ăn trốn vậy. Tại vì nó đang ngồi ăn thì chỉ trốn mới được. Chứ không thôi chỉ lôi vô, chỉ lôi chỉ... đi nữa. Rồi giờ mua cá chưa? Nhưng mà nó có hậu đắng đắng á. À. Con, thích cá. Vô bú sữa phải không? Vô bú sữa rồi, đi vô bú sữa, sữa. À. Vô cho miệng, nó rửa mặt. Thôi con bú sữa đi mà để mày ngon. Ừ. Ở bên Việt Nam á, ăn sầu riêng này hả? Rồi là mua sầu riêng á, là để trước khi ăn phải bỏ tủ lạnh cho nó thơm cái tủ lạnh, cái ngày hôm sau mới ăn. Mình mua trái sầu riêng đó mọi người, cái mình kêu người ta tách sẵn bỏ vô cái hộp đem về để tủ lạnh. Ừ, các bạn nhiêu đây? 200, 500 mấy, 600 ngàn. Bởi vì lý do như vậy mà bên đây ta không ăn sầu riêng. Vì á, ở Việt Nam mình thì sầu riêng nó sẽ ngon hơn, nó tươi và nó. Còn bên đây á, phải không? Tôm đá gửi qua. Sầu riêng này là sầu riêng Thái Lan các bạn. Họ nhập từ Thái Lan qua. Cho nên bắt buộc họ phải đâm đá, chứ không thôi nó sẽ bị dập. Và họ bán không được lâu. Họ để không được lâu. Đúng như ở bên đây á, ở bên Việt Nam mình nó bán sầu riêng từ sáng tới chiều là có người ăn hết đúng không? Hoặc là qua ngày hôm sau họ bán tiếp. Nhưng mà với bên đây á, lâu lâu người ta mới ăn một trái. Vì nó rất là mắc. Mà nếu như mà để phía ngoài á, để phía ngoài mà không có bỏ đông lạnh á, là nó sẽ bị hư và bảo quản không được. Cho nên đa số điên thường là đông lạnh không các bạn. Nhưng mà thật sự nếu như nói ăn mà ngon thì cái độ ngon mà để mình chấm trên cái thang điểm thì 9 điểm thôi, chưa được 10 điểm. Vì nó thiếu cái phần tươi á, nó bị đông đá, nó hơi lạnh lạnh, ăn nó bán bớt cái mùi sầu riêng. Đây. Đói hả? Vô đói hả? Đói rồi. Rồi xong rồi. Vô nữa kìa ba. Vô. Rồi bưng này vô cho cô Lon, bưng vô. Bưng vô đưa cô Lon đi. Rồi đi.